dành combo rất là hay đến từ thương hiệu Okem A90 hết số rồi các anh nhé. Dòng hết số của dòng âm ly Okem A90 của anh và con CD Lin Genki rất là đẹp các anh ạ. Đó là hàng sưu tầm rồi. Các anh nào cần chơi thì liên hệ với em Hồng Anh để nhanh tay sở hữu nhé. Con âm ly cực kỳ gấu các anh, và con CD cũng rất là gấu luôn. Combo này mà để oánh thì đủ để đáp ứng hầu hết các loại loa cây cột bục xèo trên thị trường. Các anh yên tâm chơi. A90 có công suất là 90W một kênh ở 8 ohm. Ở 4 ohm tầm khoảng 160-170W một kênh. Màu bạc, mũ bạc rất là đẹp. Nói con âm ly nhìn tôi đã thấy sướng rồi. Rất là nặng gay nhá, khá là dày. Thiết kế hiện đại, ngôn ngữ trẻ trung, nhìn trông rất là bắt mắt. Rất nhiều các cái tính năng ngõ tín hiệu vào. Các anh có thể nhìn rất nhiều ấy, nhiều điều tín hiệu vào lắm. Đánh được 4 cầu loa nhá. SP1, SP2 đây. Em này rất là hay, em sẽ tạm tắt đi để cho các anh nhìn. Đây. Khi bật lên thì rằng là có dòng chữ chào, dòng chữ này hoàn toàn có thể thay đổi theo ý mình nhé. Kể cả là tên các anh luôn. Rất là hay các anh ạ. Em này có kèm với khiển lô nhé. Sử dụng full đầy đủ tính năng, các anh yên tâm dùng. Em đầu CD Lin cũng có khiển xịn đi kèm này. Em khiển xịn rất là đáng giá. Lin Genki và Okem A90. Một em âm ly rất là đẹp, đáp ứng được hầu hết các loại loa, đánh rất là khỏe, tiếng hay, chắc chắn. Em đang dùng dây dẫn dây loa quát rất là hiếm, cũng như là dây tín hiệu của Merlin. Các anh có thể nhìn các cái ngõ tín hiệu vào còn vàng óng các anh ạ, rất là đẹp. Rất nhiều ngõ tín hiệu vào, được tiếp mát này, điện 220V nhé. Điện 220V. Các cái ngõ tín hiệu của nó đây. Cọc loa đánh 4 đường, 4 đến 16 ohm. Thoải mái chơi nhá. Thoải mái chơi đường pre-out này. Em đầu CD cũng vậy, có đường fix cũng như là đường điều chỉnh được volume theo nhu cầu, điều chỉnh ở trên khiển nhé. Cũng điện 220V và dây nguồn cắm rời nhé. Đây là một combo hay để cho các anh chơi. Em chỉ giới thiệu qua thôi, cũng không chi tiết được quá. Các anh cần chơi hay xem thêm ảnh thì add Zalo số điện thoại của em 086-688-0998 nhé. Em chuyên đồ châu Âu nói chung, rất là chuẩn chỉ. Các anh có thể nhìn em giới thiệu qua. Select này, ba lăng này, bát này, chép này, custom setting này. Đó, volume này, resolution này, volume display này, input này, mark on volume này, tone control mode này. Đấy, rất nhiều tính năng. Welcome đây, lời chào đây, các anh hoàn toàn có thể chỉnh. Em thì em cũng chưa thử đâu, các anh về nghiên cứu thêm, nhiều tính năng lắm, khá là hay. Ono này, tech này, nhiều lắm. Đó. Điều chỉnh được rất là tiện lợi, rất là hay các anh ạ. Tiếng rất là tốt nhé. Đánh với lại đôi loa điều ship cực kỳ hiếm. Sở hữu được con loa chép siêu gấu này. Tiếng chép của dòng này rất là mê hoặc. Em test nhanh một vài bài cho các anh nghe qua thôi nhé. Giới thiệu con đầu CD cũng như là âm ly, các anh cần chơi thì cụ thể với em. Thank you.